Với khách hàng của Sun Life, Trung hiểu rằng mỗi ngày có hàng trăm thông tin đi qua. Tin quan trọng thì ít, mà tin ít quan trọng thì nhiều. Đã vậy ai cũng rất là bận rộn. Vậy để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin quan trọng, chúng ta phải cập nhật lúc nào đây? Lúc nào ta? Đó là lúc này, lúc bài Sun Life. Và đây là một cái chương trình được phát sóng hàng quý, cập nhật những tin tức. Những tin không hề tức, ngược lại rất là ấn tượng và tích cực của Sun Life đến với tất cả mọi người. Và nếu như mọi người hỏi rằng là bản tin này nó có lâu hay không, thì sẽ được trả lời nó bằng thời gian uống một ly cà phê. Hãy cùng tận hưởng nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin của những chàng trai vàng và cô gái vàng trong làng học bổng. Với học bổng Sunbright của Sun Life thì các bạn sinh viên chúng ta sẽ có cơ hội thực tập và làm việc ở Việt Nam, ở châu Á và còn ở Canada nữa. Và qua đó, qua chương trình này, chúng tôi mong muốn nâng tầm sinh viên Việt Nam để giúp các bạn có thể trở thành công dân toàn cầu. Let's go global! Hết tin số 1. Đến với tin số 2 thì Trung tự nhiên lại nhớ thêm một cái câu nói rất là nổi tiếng. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Và nếu nói về xa thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến đường Cách mạng tháng 8, Cộng Hòa, Điện Biên Phủ. Đùa thôi, nói về đường dài, nói về xa thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến một yếu tố vô cùng quan trọng của một công ty để có thể tạo nên sự tin tưởng của quý khách hàng. Đó chính là vốn điều lệ. Và nếu có một con số thể hiện vốn điều lệ của Sun Life thì đó chính là con số 3. Sao ạ? Hơi nhỏ hả? Dạ không nhỏ đâu. 3 trong top 3 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam. Wow! Đó cũng chính là một lời khẳng định về uy tín của Sun Life. Và qua đó cũng là một minh chứng vững chắc cho một hành trình lâu dài của Sun Life cùng với tất cả quý vị khách hàng. Và chúng hy vọng rằng với số vốn điều lệ này cũng đã đủ để có thể mua một chiếc yên cho tất cả quý vị. Chính là cái yên tâm. Nãy giờ mới được ngồi, thật là chill. Và sẵn tiện nói về chill, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin thứ ba là chill with Sun Life. Ai chúng ta cũng thích quà đúng không ạ? Nhưng chỉ có một vài phần quà thật sự khiến chúng ta cảm thấy wow. Và đó chính là những trải nghiệm độc nhất vô nhị mà Sun Life muốn đem đến cho tất cả quý vị khách hàng. Đó chính là gì đây? Nhắc đến phần quà thì chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ phần quà đầu tiên của chúng ta. Wow! Đó chính là một bức chân dung. Và cái điều đặc biệt của bức chân dung này đó chính là được vẽ bởi họa sĩ Việt Mỹ. Nhưng cái điều khiến cho bức chân dung này trở nên độc nhất vô nhị đó chính là nó được tạo nên từ chính cái tên của các anh chị. Và đảm bảo rằng trên thế giới này sẽ không có bức tranh nào thứ hai như vậy. Và đây cũng chính là bức tranh mẫu mà thôi. Bức tranh thật sẽ còn siêu to, siêu khổng lồ hơn nữa. Đủ thú vị chưa? Đủ độc nhất vô nhị chưa? Nếu chưa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quà số 2. Đó chính là một thẻ tập luyện tại California Fitness and Yoga để giúp cho mỗi ngày của tất cả các anh chị đều là Giáng sinh. Và thứ ba, chúng ta sẽ trở thành khách hàng VIP của TB Bank và ACB. Vậy làm sao để có thể sở hữu những phần quà này? Không cần làm gì cả, chỉ cần làm khách hàng VIP của Sun Life mà thôi. Và với Chill Program, khách hàng VIP của chúng ta chỉ cần ngồi và chill thì những phần quà sẽ đến và chill lòng mọi người. Và đó cũng chính là những tin nổi bật của Look ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người chúng ta đã cùng theo dõi. Look này thì hết rồi, hẹn mọi người lúc khác.